Lương Minh Châu và Giao Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2023. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kết thúc quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Quốc hội Israel thông qua luật hạn chế quyền lực của tòa án tối cao. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có được thắng lợi bước đầu khi quốc hội của nước này thông qua đề xuất then chốt trong nỗ lực cải cách tư pháp gây tranh cãi của ông. Theo đó, hướng đến việc hạn chế quyền lực của tòa án tối cao Israel trong việc vô hiệu hóa các quyết định của chính phủ mà các thẩm phán của tòa cho là bất hợp lý. Đây là một trong những đề xuất cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu và Liên minh cầm quyền, vốn đã dẫn đến phong trào biểu tình làm rung chuyển Israel kể từ khi các đề xuất này được giới thiệu vào hồi tháng Giêng. AFP cho biết dự luật nói trên đã được Quốc hội 120 ghế của Israel phê chuẩn vào ngày 24 tháng 7 với tỷ lệ biểu quyết là 64-0, sau khi các nhà lập pháp thuộc phe đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này. Dự luật được thông qua trong bối cảnh ông Netanyahu, 73 tuổi, trở lại chỉ một ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim. Trong khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, bên trong trụ sở quốc hội, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để cố gắng giải tán người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà. Liên minh cầm quyền của ông Netanyahu bao gồm các đảng cực hữu và do thái siêu bảo thủ lập luận rằng là những thay đổi được đề xuất là cần thiết để bảo đảm cân bằng quyền lực giữa các nhánh trong chính phủ. Trong khi đó thì phe phản đối cho rằng là mục đích của nỗ lực này là để hạn chế tính độc lập của hệ thống tư pháp. Đảng cầm quyền Tây Ban Nha về đích thứ hai dù kêu gọi bầu cử sớm. Reuters ngày 24 tháng 7 đưa tin đảng bản thủ nhân dân của Tây Ban Nha đã giành 136 ghế tại quốc hội sau khi 99% số phiếu được kiểm. Đảng xã hội cánh tả của Thủ tướng Pedro Sanchez đứng thứ hai với 122 ghế. Tiếp đó, đảng cực hữu Vox có 33 ghế, trong khi đảng cực tả Suma có 31 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 71,3%, cao hơn so với chỉ số 66,2% hồi năm 2019. Với việc không đảng nào giành quá bán, tức 176 ghế trong tổng số 350 ghế quốc hội, có hai khả năng có thể xảy ra là các đảng phải liên kết với nhau để thành lập chính phủ liên minh hoặc tổ chức bầu cử lại. Ngay cả khi đảng Nhân dân bắt tay với đảng Vox thì cũng không đủ thế đa số nói trên. Tuy nhiên, ông Alberto Nunes Fihu, lãnh đạo đảng Nhân dân tuyên bố đảng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 23 tháng 7. Nếu diễn biến này lặp lại, quyền lập chính phủ có thể được đưa về tay Thủ tướng Sanchez. Luật không đặt ra hạn chót cho quá trình này, nhưng nếu không đảng nào giành được thế đa số sau 2 tháng từ lần bầu Thủ tướng đầu tiên của Quốc hội, cuộc bầu cử mới phải được tổ chức. Cuộc bầu cử diễn ra chỉ 3 tuần sau khi Tây Ban Nha tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Thủ tướng Sanchez đã bất ngờ yêu cầu bầu cử sớm sau khi cánh tả gặp khó khăn trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5. Ukraine thừa nhận tấn công trung tâm thủ đô Nga. Một nguồn tin của hãng thông tấn AFP trong quân đội Ukraine xác nhận, chiều tối ngày 24 tháng 7, Ukraine tấn công thẳng vào trung tâm thủ đô Nga. Vị này cũng tiết lộ tình báo quân đội Ukraine đứng sau vụ việc với CNN. Trước đó cùng ngày, thì một số tiếng nổ đã được nghe thấy gần trụ sở Bộ Quốc phòng của Nga tại Moscow. Các mảnh vỡ của một máy bay không người lái sau đó đã được tìm thấy tại một tòa nhà văn phòng gần Bộ Quốc phòng Nga nga thảo luận kế hoạch trả đũa sau cuộc tấn công này một hành động nga gọi là khủng bố trắng trợn theo reuters cho hay không có ai bị thương trong vụ tấn công các con đường gần đó tạm thời bị chặn một máy bay không người lái tấn công một tòa nhà ở gần trụ sở của bộ quốc phòng nơi mà quân đội của nga đang họp về cuộc chiến ở ukraine một chiếc khác đã tấn công một tòa nhà văn phòng khiến cho cửa sổ ở hai tầng trên cùng đã bị thổi bay và các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất Vụ việc ở Moscow xảy ra chỉ một ngày sau khi Kiev thề là sẽ trả đũa vụ tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã bắn tên lửa vào một nhà thờ của chính thống giáo tại Odessa. Tại Crimea vào ngày 24 tháng 7, thì thống đốc Sergei Aksyonov do Nga bổ nhiệm cáo buộc là Ukraine đã sử dụng 17 máy bay không người lái để tấn công một kho đạn dược của Nga. Vụ tập kích đã gây ra một vụ nổ khiến cho nhiều dân thường phải di tản. Bộ quốc phòng của Nga cùng ngày tuyên bố ba máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ, 14 chiếc bị áp chế điện tử khiến cho phần lớn trong số này đã rơi xuống biển Đen. Trùm lính đánh thuê Wagner mở công ty bất động sản ở Belarus. Theo hãng tin Interfax, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã ghi danh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý bất động sản có tên Concord Management and Consulting at Belarus. Các thông tin về công ty này cũng đã xuất hiện trong hồ sơ pháp nhân và doanh nghiệp cá nhân của Bộ Tư pháp Belarus. Địa chỉ được ghi danh của công ty trên là tại làng Tisel, thị trấn Osipovichi, nơi được đồn đoán là doanh trại mới của các tay súng Wagner. Chủ sở hữu của công ty Concord Management and Consulting cũng được cập nhật là ông Zivgeny Prigozhin-Viktorovic. Hồi đầu tuần qua tờ New York Times đưa tin, một đoàn xe lớn chở lính đánh thuê Wagner đã đến khu căn cứ quân sự bỏ hoang ở Tishal. Bộ quốc phòng Belarus thông báo binh lính tập đoàn đánh thuê Wagner sẽ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại một doanh trại nằm gần Ba Lan. Do doanh trại của Wagner nằm cách thủ đô Ba Lan chỉ khoảng 200 km, lãnh đạo Ba Lan tuần qua tuyên bố không quá đặt nặng sự quan tâm vào Wagner, song cũng không coi nhẹ tập đoàn lính đánh thuê này. Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm cuối tuần, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ các chiến binh Wagner muốn đến thăm Ba lan Tiếp theo là bản tin liên quan đến Ai Cập điều máy bay chở vật tư y tế do Liên đoàn Ả Rập cung cấp tới Sudan. Báo Albram Online của Ai Cập đưa tin là nước này đã điều 3 máy bay quân sự chở hàng tấn vật tư y tế do Hội đồng Bộ trưởng Y tế Ả Rập thuộc Liên đoàn Ả Rập cung cấp tới Sudan. Một đoạn video do người phát ngôn các lực lượng vũ trang Ai Cập Garif Abdel Hafez Garib đã công bố cho thấy là ba máy bay quân sự đã khởi hành từ căn cứ không quân Tây Cairo và hướng đến sân bay quốc tế Port Sudan của nước láng giềng. Theo đoạn video này, thì giới chức của Sudan đánh giá cao những nỗ lực vô giá của Liên đoàn Ả Rập trong việc hỗ trợ người dân của quốc gia Đông Bắc Phi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Số hàng viện trợ y tế được cung cấp vào thời điểm bạo lực vẫn tiếp tục leo thang ở các khu vực Khartoum và Darfur của Sudan. Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra ở Sudan vào hồi giữa tháng 4 năm nay, Ai Cập đã tích cực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân của nước láng giềng bị ảnh hưởng bởi bạo lực, cũng như là mở cửa tiếp nhận những người tị nạn chạy trốn chiến tranh. Hơn 250.000 người tị nạn Sudan đã tìm nơi ẩn nấu ở Ai Cập. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập đã thành lập một trung tâm nhân đạo tại các cửa khẩu biên giới để cung cấp hỗ trợ thiết yếu, trong khi chính quyền của Ai Cập đã khai triển 15 phòng khám di động, nhiều phòng khám và nhà thuốc cố định cùng với 12 đoàn xe y tế đến khu vực biên giới với Sudan. Hàng chục ngàn người phải di tản do đụng độ ở miền Trung Nigeria. Một quan chức địa phương ngày 24 tháng 7 cho biết khoảng 80.000 người đã phải di tản trong 3 tháng qua do tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng ở tiểu bang Plateau của Nigeria. Gần đây, quân đội của nước này đã phải tăng cường lực lượng nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ. Kể từ tháng 5, xung đột giữa những người chăn nuôi du mục, chủ yếu là người Hồi giáo và cộng đồng nông dân theo cơ đốc giáo, đã gia tăng ở Plateau, khiến khoảng 300 người thiệt mạng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nigeria, Thiếu tướng Tauri Labaha đã đến quận Mangu ở tiểu bang Plateau để khai triển các hoạt động đặc biệt nhằm dập tắt khủng hoảng các cuộc đụng độ nói trên chỉ là một trong những thách thức an ninh lớn mà tân tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria phải đối mặt cùng với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến, các băng nhóm cướp vũ trang và phong trào ly khai. Các quan chức của cơ quan ứng phó khẩn cấp nhà nước Nigeria đã chuyển hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng do xung đột và bạo lực, nhưng chưa đưa ra báo cáo chính thức về số lượng người phải di dời trong cuộc khủng hoảng. Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc địa phương cho biết một số cộng đồng của họ cũng phải đi lánh nạn do xung đột. Mexico gây mưa nhân tạo chống nắng nóng Chính phủ của Mexico thông báo gây mưa nhân tạo có tỷ lệ thành công là 98%, nhưng giới chuyên gia đang kêu gọi nhà chức trách cải thiện hệ thống cung cấp nước và tưới tiêu. Chính phủ của Mexico tiến hành giai đoạn mới nhất của dự án gây mưa nhân tạo với hy vọng cải thiện lượng mưa giữa đợt nắng nóng lịch sử và nhiều tháng hạn hán, The Guardian đã đưa tin. Dự án bắt đầu trong tháng 7 bao gồm bố trí máy bay bay vào những đám mây để giải phóng hạt iot bạc giúp tạo thêm giọt nước và gia tăng lượng mưa. Tuy nhiên thì các nhà vật lý đám mây hàng đầu của Mexico bày tỏ lo ngại về tính khả thi của công nghệ không có bằng chứng kỹ thuật gây mưa nhân tạo giúp tăng lượng mưa ở những khu kinh tế quan trọng và cũng không thể chắc chắn về ảnh hưởng bên ngoài vùng mục tiêu. Fernando Garcia Garcia và Guillermo Montero Martinez, hai nhà vật lý đám mây ở Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã cho biết. Ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico tại Mexicali, nhiệt độ ở mức là 50.2 độ C, lập kỷ lục quốc gia. Ít nhất là 167 người Mexico đã chết do nắng nóng. Tháng 6 của năm nay là tháng 6 khô nhất từ năm 1941 với lượng mưa thấp hơn 60% so với mức trung bình. Vâng, kết thúc quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ IRS chấm dứt chính sách bất ngờ đến thanh tra các doanh nghiệp và cá nhân. Sở Thuế Bộ Liên bang IRS vào hôm thứ hai tuyên bố một thay đổi chính sách quan trọng đó là ngừng thực hiện các chuyến kiểm tra bất ngờ không báo trước đến các cơ sở doanh nghiệp hoặc tư gia người thọ thuế. Quyết định này là một phần của cuộc cải cách rộng lớn hơn của IRS nhằm giảm bớt hoang mang cho công chúng. Ông Danny Warfel, giám đốc IRS tuyên bố, thông lệ nhân viên của Sở Thuế vụ Liên bang thực hiện các chuyến kiểm tra bất ngờ không báo trước, vốn được thi hành từ hàng thập niên trước sẽ bị chấm dứt. Cho đến nay, các nhân viên Sở Thuế, khác với các thanh tra chịu trách nhiệm kiểm toán, thường đi đến các cá nhân và doanh nghiệp không thông báo trước để thu các khoản nợ thuế đáng kể, thông thường có mức trung bình là 110.000 Mỹ Kim. Quyết định này được thúc đẩy bởi những lo ngại về an toàn ngày càng gia tăng của các nhân viên IRS cũng như dân chúng. Giám đốc Wolfo nhấn mạnh các phản ứng khác nhau của việc gõ cửa nhà ai đó ngày nay so với một hoặc hai thập niên trước, với các cáo buộc cho thấy nhân viên IRS đều cảm thấy không an toàn trong những vụ kiểm tra bất ngờ như thế. IRS sẽ bắt đầu gửi mẫu thư 725B qua đường bưu điện để báo lịch gặp mặt trực tiếp giữa người thọ thuế và nhân viên IRS. Tiếp theo là bản tin liên quan đến thống đốc của Texas, chống lệnh gỡ bỏ hàng rào nổi biên giới. Thống đốc tiểu bang Texas ông Greg Abbott trong lá thư vừa gửi đến tòa Bạch Ốc đã từ chối gỡ bỏ hàng rào phao nổi trên sông Rio Grande, con sông biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico mà bộ tư pháp gần đây đã ra lệnh tiểu bang Texas phải gỡ bỏ hàng rào nổi này. Trong thư ông Abbott cho biết là tiểu bang Texas sẽ làm đủ mọi cách để phù hợp với hiến pháp của tiểu bang để chống lại cơn khủng hoảng biên giới do chính quyền liên bang gây ra. Nếu Tổng thống Biden muốn kiện, ông Abbott sẵn sàng ra hầu tòa. Màn đối đầu giữa tiểu bang và chính quyền liên bang bắt nguồn từ cách ứng phó của tiểu bang Texas với di dân bất hợp pháp đến từ phía Mexico. Chính quyền của ông Biden cho rằng là hàng rào nổi trên sông Rio Grande mà tiểu bang Texas cho dựng lên gần đây đã làm cản trở công việc của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, đồng thời gây nguy hiểm tính mạng của dân vượt biên. Những báo cáo gần đây cho thấy lính biên giới của tiểu bang Texas đẩy dân vượt biên qua lại bên kia sông, làm dấy lên nhiều chỉ trích từ tòa Bạch ốc và các nhà lập pháp của Đảng dân chủ. Thứ năm tuần trước thì Bộ Tư pháp cho biết dự định kiện chính quyền của tiểu bang Texas ra tòa nếu họ không gỡ bỏ hàng rào nổi trước 2 giờ chiều của ngày thứ hai, ngày 24 tháng 7. Trả lời lá thư của ông Greg Abbott, phát ngôn viên của tòa Bạch ốc là ông Abdullah Hassan cho rằng quyết định của ông Abbott là nguy hiểm và bất hợp pháp. Ông Hassan còn nói thêm rằng là nếu ông Abbott thực sự muốn tìm giải pháp thực tiễn cho vấn đề biên giới, ông nên đi hỏi ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện cho Texas tại Thượng viện Hoa Kỳ, Tại sao ông Cruz lại bỏ phiếu chống lại dự luật ngân sách cho Bộ Nội an và dự luật cải cách nhập cư và an ninh biên giới? Mỹ điều tra công ty bí mật mua đất quanh căn cứ không quân ở California. Không quân Mỹ đang điều tra một công ty có tên Flannery Associates LLC đã mua một khu đất trị giá 800 triệu Mỹ Kim gần căn cứ không quân Travis ở Fairfield, California. Việc mua đất này làm dấy lên mối lo ngại về an ninh quốc gia vì danh tính và mục đích sử dụng đất của công ty được đề cập vẫn chưa được biết mặc dù đã có một cuộc điều tra kéo dài đến 8 tháng. Dân biểu John Garamendi Đảng Dân chủ người cảnh báo cho lực lượng không quân bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về bản chất bí mật của vụ mua bất động sản này. Các khu đất được mua bao quanh căn cứ, nơi được coi là một vị trí an ninh quốc gia quan trọng. Hồ sơ công khai cho thấy Flannery Associates bắt đầu mua đất xung quanh căn cứ quân sự vào năm 2018 và việc mua gia tăng trở lại năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang không thể lần ra các cá nhân đứng sau nhóm này và các cuộc điều tra đang diễn ra. Dân biểu Garamendi nhấn mạnh sự giống nhau trong vụ này so với một vụ trước đó liên quan đến một công ty Trung Quốc mua đất nông nghiệp gần căn cứ không quân Grand Forks Force Base, North Dakota, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia. Luật sư của Flannery Associates tuyên bố công ty là một nhóm các gia đình với 97% thành viên được cho là người Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ tranh cãi xung quanh vụ công ty Flannery Associates mua đất ảnh hưởng đến cộng đồng nông dân ở vùng Solano County, nơi công ty này đăng kiện ít nhất 10 chủ đất tham gia vào một kế hoạch bất hợp pháp nhằm ngăn cản Flannery mua đất. Đại đa số người Việt tại Hoa Kỳ không muốn về Việt Nam sống. Hơn 8 trên 10 người Mỹ gốc Việt nói có thiện cảm với nước Mỹ, trong khi đại đa số nói rằng là họ sẽ không dọn về Việt Nam sinh sống nếu có cơ hội theo kết quả của một cuộc khảo sát quy mô lớn của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington thực hiện về người Mỹ gốc Á vừa được công bố gần đây. Khoảng 84% người Việt Nam trưởng thành nói rằng họ có quan điểm tích cực trong đó 57% nói họ rất có thiện cảm với nước Mỹ, chỉ 6% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn không thiện cảm với nước Mỹ. Với tỷ lệ này thì người Việt chỉ đứng sau người Ấn Độ 86% về cái nhìn tích cực đối với nước Mỹ và cao hơn tỷ lệ trung bình là 78% của tất cả các người gốc Á tính chung, bao gồm cả người Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines và người Hoa. Về quan điểm của người Mỹ gốc Việt đối với Việt Nam, cứ 10 người thì có khoảng 6 người nói rằng họ có thiện cảm, 21% có quan điểm không tích cực mà cũng chẳng tiêu cực trong khi 16% có quan điểm hơi tiêu cực và rất tiêu cực. Dù phần lớn người Việt trưởng thành có ấn tượng tích cực về Việt Nam, quan điểm của họ về quê cha đất tổ của mình không mạnh bằng đa số nhóm dân gốc Á khác được khảo sát. Ở mức là 59% người Việt ở Mỹ chỉ đứng trên người Hoa, 41%, trong khi người Nhật Bản và Nam Hàn có thái độ tích cực nhất về quê hương của họ, lần lượt ở mức là 92% và 86%. Người Việt trưởng thành dành nhiều thiện cảm cho Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan hơn là chính quê hương của mình với tỷ lệ lần lượt là 77%, 64% và 62%. Trung Quốc được người Việt nhìn nhận với quan điểm kém tích cực nhất, 11% trong số 7 nước châu Á được khảo sát. Khoảng 2/3 người Việt trưởng thành tức là 64% nói họ không có thiện cảm đối với Trung Quốc, trong đó 39% nói rằng họ rất không có thiện cảm. Học phí tăng cao, nhiều sinh viên cố gắng rút ngắn thời gian học tập. Theo số liệu của US News, học phí của 440 trường đại học hàng đầu tại Mỹ đã tăng mạnh trong hai thập niên qua, mức tăng đến 134% với các trường tư thục và 141% đối với các trường công lập. Forbes có bài viết về lạm phát học phí tại Mỹ, trích nghiên cứu của Đại học Georgetown cho hay, năm 2019 đến 2020, trung bình mỗi sinh viên đã phải trả gần 49.000 Mỹ kim nếu học tại trường tư thục và hơn 21.000 Mỹ kim với trường đại học công lập. CNN cho biết giá học phí mỗi năm của trường đại học top đầu của Mỹ lên tới 95.000 Mỹ Kim. Ví dụ, ở đại học Harvard, học phí mỗi năm là hơn 57.000 Mỹ Kim. Nếu tính thêm cả chi phí ăn ở, sách vở và các chi phí sinh hoạt khác, cái giá cuối cùng sinh viên phải trả là hơn 95.000 Mỹ Kim. Có 3 lý do chính khiến chi phí đại học tăng cao. Thứ nhất, các trường cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong việc ăn ở đi lại, chăm sóc sức khỏe, kéo chi phí lên. Thứ hai là do ngân sách tái tài trợ của từng tiểu bang. Những tiểu ban dành ít ngân sách cho giáo dục thì sinh viên sẽ phải đóng tiền nhiều hơn. Và thứ ba là chi phí đầu tư vào giáo dục bao gồm đổi mới công nghệ, phương pháp giảng dạy, xây dựng hạ tầng cơ sở đều tăng. Nhiều sinh viên đã cố gắng cắt giảm thời gian để tốt nghiệp sớm, thay vì học 4 năm có thể rút xuống còn khoảng 3 năm rưỡi để giảm bớt chi phí. Một số trường học cũng đã cắt giảm số lượng nhân viên chính thức để tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Bộ tư lệnh liên hiệp quốc thảo luận với Bắc Hàn về binh sĩ Hoa Kỳ Travis King. Bộ tư lệnh liên hiệp quốc và Bắc Hàn đã bắt đầu thảo luận về trường hợp Travis King, quân nhân Mỹ đã vượt biên sang Bắc Hàn vào hồi tuần trước. Vị phó tư lệnh của bộ tư lệnh này đã cho biết vào ngày 24 tháng 7. Đây là bộ tư lệnh do Hoa Kỳ đứng đầu và giám sát thỏa thuận đình chiến sau chiến tranh Bắc Hàn. Binh nhì King thuộc lục quân Hoa Kỳ và đang tại ngũ ở Nam Hàn đã bỏ chạy sang Bắc Hàn vào ngày 18 tháng 7 khi đang đi tour tham quan ở khu phi quân sự nằm trên biên giới Liên Triều. Vụ này đã đẩy Washington vào một tình thế khó khăn mới về mặt ngoại giao với Bắc Hàn, một nước có vũ khí nguyên tử. Theo Trung tướng Andrew Harrison, sĩ quan quân đội Anh, hiện là phó tư lệnh của lực lượng đa quốc gia, các cuộc đối thoại giữa Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, được viết tắt là UNC, và quân đội Bắc Hàn đã bắt đầu và diễn ra thông qua một cơ chế được thiết lập theo Hiệp định Đình Chiến về Chiến tranh Bắc Hàn. Các phương tiện truyền thông nhà nước của Bắc Hàn trước đây thường bình luận mỗi khi có công dân của Hoa Kỳ bị Bắc Hàn bắt giam, nhưng đến nay thì họ vẫn chưa lên tiếng về vụ binh nhì King. Ông Harrison cho biết là hiện đang có cuộc điều tra về việc làm sao mà Travis King vẫn được cho đi tour tham quan ở vùng phi quân sự, cho dù hồ sơ của anh này có vấn đề. Travis King từng đã bị giam giữ ở Nam Hàn về tội tấn công người khác và phá phát tài sản công cộng. Anh này lẽ ra phải bay về căn cứ chính của đơn vị ở Fort Bliss, tiểu bang Texas vào tuần trước để đối mặt với hình thức kỷ luật. Arizona cấm cắt điện khi thời tiết nóng bức sau khi một phụ nữ cao niên tử vong. Cái chết bi thảm của bà Stephanie Pullman vào một ngày nóng nực ở Arizona năm 2018, sau khi điện bị cắt vì trả thiếu 51 mỹ kim, đã khơi màu cho những nỗ lực ngăn chặn những kết quả bi thảm tương tự ở tiểu bang này những ngày gần đây. 5 năm sau câu chuyện đau lòng trên vẫn là nguyên nhân chính đưa ra lời kêu gọi tránh các điện đặc biệt là những đợt nắng nóng khắc nghiệt hiện nay với mức nhiệt độ vượt quá 110 độ F, khoảng 43 độ C mỗi ngày trong tháng 7 tại Arizona năm 2018. Công ty dịch vụ công cộng Arizona APS đã cắt điện căn chung cư của người phụ nữ 72 tuổi khi nhiệt độ vượt quá 107 độ F. Đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, bà Stephanie Pullman trả 125 Mỹ Kim cho hóa đơn quá hạn, trị giá 176 Mỹ Kim, vẫn còn nợ 51 Mỹ Kim. Bà Pullman sau đó được phát hiện đã chết trong lúc nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe. Văn phòng giáo nghiệm kết luận nguyên nhân cái chết của bà Pullman là do ở trong môi trường nóng bức, hậu quả của việc mất điện kết hợp với bệnh tim mạch sẵn có. Gia đình nạn nhân theo một dàn xếp pháp lý riêng với công ty dịch vụ công cộng vẫn không thể thảo luận chi tiết về nội vụ. Sau cái chết của bà Pullman, những nhà hoạt động tranh đấu cho chủ trương đưa các quy định mới để ngăn chặn việc cắt điện và nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm tánh mạng con người dưới tình trạng nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt. Trong đợt nắng nóng hiện tại, SRP, nhà cung cấp điện lớn thứ hai của Arizona, thông báo tạm dừng tất cả việc cắt điện do không thanh toán hóa đơn đối với khách hàng dân cư và thương mại cho đến hết tháng 7. SRP cũng cam kết không cắt điện cho bất kỳ khách hàng có thu nhập thấp cho đến tháng 8. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Bản tin đầu tiên đến từ Cambodia. Bầu cử ông Hun Manet tiến gần hơn đến ghế thủ tướng. Theo hãng tin Reuters vào ngày 24 tháng 7, thì đảng nhân dân Cambodia được viết tắt là CPP tự tin khẳng định ông Hun Manet, con trai của thủ tướng Hun Sen đương nhiệm, đã được bầu vào quốc hội của nước này. Với việc này, thì ông Hun Manet đã tiến thêm một bước đến việc tiếp nhận ghế thủ tướng Cambodia từ cha mình. Theo báo Khmer Times, đảng CPP cũng tuyên bố đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 7. Ông Sok cho biết là ông tin đảng của mình đã giành được khoảng 78-80% đến số phiếu bầu. Trong khi đó, thì báo Khmer Times dẫn kết quả không chính thức cho thấy đảng CPP đã giành 120 trên 125 ghế quốc hội, 5 ghế còn lại thuộc về đảng Bảo Hoàng Phan -Pek. Trước đó, thì Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia NEC Prachan đã xác nhận lần bầu cử thứ bảy của Cambodia đã được tổ chức thành công, đảm bảo sự công bằng và không có bạo lực xảy ra. Thống kê sơ bộ về số người đi bầu cho thấy tổng cộng là 8.2 triệu người đã bỏ phiếu, chiếm 84.58% của con số 9.7 triệu cử tri hợp lệ trên cả nước. Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ đồng minh trở thành kình địch Ả Rập Saudi và UAE, hai đồng minh của Mỹ, đang cạnh tranh ảnh hưởng gây gắt ở Trung Đông khi hiện diện Washington trong khu vực mờ nhạt dần. Một vết rạn đã hình thành trong mối quan hệ giữa Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, 37 tuổi, và người thầy một thời của ông, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ. Theo giới quan sát, điều này phản ánh rõ nét cuộc cạnh tranh gây gắt giữa hai nước về quyền lực địa chính trị và kinh tế ở Trung Đông cũng như thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hai lãnh đạo những người đã dành gần một thập niên để leo lên đỉnh cao quyền lực trong thế giới Ả Rập đang so kè với nhau trước câu hỏi ai sẽ là người dẫn dắt Trung Đông. Về mặt công khai các quan chức UAE và Ả Rập Saudi đều nói rằng hai quốc gia là đối tác khu vực thân thiết, nhưng ở hậu trường mọi thứ hoàn toàn khác. Hồi tháng 12, sau khi ngày càng chia rẽ về chính sách Yemen và các hạn chế sản xuất do tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC đặt ra, Thái tử MBS đã triệu tập cuộc họp với các nhà báo. Lãnh đạo Ả Rập Saudi nói ông đã gửi UAE một danh sách các yêu cầu. Thái tử Mohammed bin Salman cảnh báo nếu UAE không tuân theo, Ả Rập Saudi sẵn sàng thực hiện các bước trừng phạt giống như đã làm với Qatar vào năm 2017, khi Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao trong hơn 3 năm với Doha và tiến hành tẩy chay kinh tế nhờ trợ giúp từ Abu Dhabi. Giới chức Mỹ lo ngại cạnh tranh ở vùng Vịnh có thể gây khó khăn cho nỗ lực xây dựng một liên minh an ninh thống nhất nhằm chống lại Iran, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 năm ở Yemen và mở rộng quan hệ ngoại giao của Israel với các quốc gia Hồi giáo. Thủ tướng Lý Hiển Long bị giả mạo để quảng cáo lừa đảo. Tờ The Straits Times đưa tin, thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay những quảng cáo giả mạo lấy tên tuổi hình ảnh của ông để lừa tiền kỹ thuật số và những mục đích khác đã xuất hiện trên internet trong vài ngày qua. Viết trên Facebook, ông Lý Hiển Long cho biết là những quảng cáo đó có xu hướng xuất hiện trở lại, dường như sau mỗi lần ông có một bài phát biểu hay thông báo lớn và được nhiều hãng truyền thông đưa tin. Nếu quảng cáo sử dụng hình ảnh của tôi để bán hàng, mời đầu tư hay thậm chí là sử dụng giọng nói của tôi để bảo các bạn gửi tiền thì đó không phải là tôi, ông đã cho biết thêm. Thủ tướng Lý cho hay là ông phát hiện một số nội dung giả mạo khi lên mạng và còn được một số người thông báo. Trong nội dung cảnh báo thì ông đăng kèm một bài báo giả mạo đài Channel News Asia dùng hình ảnh của mình kèm nội dung giả mạo cho rằng là khoản đầu tư mới nhất của ông khiến cho chính phủ và các ngân hàng lớn phải khiếp sợ. Ông kêu gọi mọi người không nên phản hồi những trò lừa đảo, tin giả hoặc là nội dung giả mạo như ông vừa chia sẻ mà hãy báo lên ứng dụng ScamSeer Bot trên WhatsApp. Những ai bị lừa đảo có thể báo cáo với cảnh sát qua mạng, ông đã viết thêm. Đây không phải là lần đầu tiên mà Thủ tướng Lý bị bọn lừa đảo lợi dụng tên tuổi. Vào tháng 10 của năm ngoái, thì những kẻ lừa đảo giả mạo thư điện tử của ông nhằm lấy thông tin cá nhân của nhiều người, kể cả các quan chức chính phủ. Vào tháng 6 của năm ngoái, thì cảnh sát cảnh báo về những bài báo trên mạng giả mạo việc Thủ tướng Singapore ủng hộ các chương trình tự động giao dịch tiền kỹ thuật số. Những thủ đoạn tương tự từng nhằm vào giới chức của Singapore như là Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhan Kim Dũng và Bộ trưởng Y tế Vương Ất Khang khi đã giả mạo thông tin của họ và gắn với một số sản phẩm. Trung Quốc hút chất xám công nghệ từ châu Âu, một báo cáo của hãng an ninh công nghệ Strider Technologies vừa công bố ghi nhận hơn 30.000 nhân lực đã rời các hãng công nghệ hàng đầu của châu Âu, trong đó có các công ty sản xuất bán dẫn, để đầu quân cho các công ty Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Theo hãng tin Bloomberg, phát hiện của Schrader là minh chứng mới cho nỗi lo của phương Tây về tham vọng công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một loạt lệnh cấm xuất cản các loại chip điện tử và công nghệ sản xuất chủ chốt cho, cho Trung Quốc trong năm qua. Tuy nhiên, con số 30.000 nhân sự chỉ là một phần của câu chuyện kéo dài hơn 20 năm. Schrader còn ghi nhận hơn 3.000 mối quan hệ hợp tác giữa các công ty bán dẫn hàng đầu châu Âu cùng các tổ chức Trung Quốc, trong đó có cả các tổ chức liên quan đến chính phủ và quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó, Schrader cho hay chính phủ Trung Quốc đầu tư nhiều thương vụ thâu tóm các hãng công nghệ toàn cầu. Điển hình có hơn 200 vụ đầu tư vào các công ty bán dẫn châu Âu do các tổ chức Trung Quốc thực hiện. Một bài trong số này là các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc. Schrader đánh giá hơn 3.000 mối hợp tác nêu trên đã cho phép các tổ chức của chính phủ Trung Quốc xây dựng quan hệ với các chuyên gia nước ngoài. Từ đó, phía Trung Quốc có thể hỗ trợ những người này đến Trung Quốc với mục đích trao đổi công nghệ và tuyển dụng cho các chương trình chiêu mộ nhân tài của Bắc Kinh. Lạm phát của Nhật Bản vượt Mỹ lần đầu tiên sau 8 năm vào tháng 6, Nhật Bản ghi nhận lạm phát ở mức là 3.3% cao hơn lạm phát của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong 8 năm trở lại đây. nền kinh tế phát triển nhất châu Á không còn là ngoại lệ trong bức tranh lạm phát toàn cầu. Áp lực giá cả ở Nhật Bản nơi đã chìm trong giảm phát suốt ba thập niên vừa qua đã tỏ ra dai dẳng hơn và có phạm vi rộng hơn so với dự báo. Điều này làm gia tăng áp lực lên ngân hàng trung ương Nhật Bản, cơ quan sẽ có cuộc họp quan trọng trong tuần tới và đang được các nhà đầu tư kêu gọi thắt chặt chính sách tiền tệ vốn đang siêu lỏng lẻo. Hiện Nhật Bản vẫn là nơi duy nhất trên thế giới có lãi suất âm, do đó việc nước này đảo ngược chính sách tiền tệ sẽ gây ra những tác động rất lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu. Theo số liệu mới được công bố thì chỉ số lạm phát lõi tức là loại trừ giá thực phẩm tươi sống đã tăng 3.2% trong tháng 5 và 3.3% trong tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là do giá điện tăng mạnh. Mổ bụng cá sấu 800 kg ở Malaysia phát hiện người xấu số. Báo The Star dẫn lời phát ngôn viên của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Sabah cho biết, Kiểm Lâm tìm được thi thể của ông Adi Bangsa, người mất tích tại con sông ở Kampung Sangai Mas tuần trước. Trong xác con cá sấu đực dài 4,29m, nặng 800kg. Theo phát ngôn viên nói trên, đội kiểm lâm của cơ quan động vật hoang dã Sapa đã phát hiện cũng như xác định con cá sấu vừa nêu có khả năng đã tấn công ông Adi. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm bắn chết con cá sấu và sau đó tìm thấy thi thể của ông Adi trong ruột của nó vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7. Các thành viên trong gia đình đã xác nhận đó chính là ông Adi và đưa thi thể của ông đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi cá sấu tấn công ông Adi khi ông đang chèo thuyền trên sông. và ngày qua, các đội cứu nạn đã tìm kiếm trong phạm vi bán kính 3 km tại cửa sông, cách Tawau khoảng 70 km. Quay sang bản tin Á Châu tiếp theo cho hay, Ấn Độ từ chối dự án xây dựng nhà máy xe hơi 1 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc. Ấn Độ vừa từ chối đề xuất của nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc Bed Company về việc thành lập một nhà máy trị giá 1 tỷ Mỹ Kim ở Ấn Độ với sự hợp tác của Mega Engineering and Infrastructure Ltd có trụ sở tại thành phố Hyderabad, miền nam của Ấn Độ, The Economic Times đã vừa cho biết. Hãng tin Reuters mới đây cho biết là nhà sản xuất xe hơi BID đã đệ trình một đề nghị đầu tư trị giá 1 tỷ Mỹ Kim nói trên để sản xuất xe hơi điện và pin ở Ấn Độ với sự hợp tác của một công ty địa phương cơ quan phát triển công nghiệp và thương mại nội địa thuộc bộ công thương của ấn độ đã lấy ý kiến từ các bộ khác về dự án đầu tư này Bid tức là viết tắt của BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc tính theo doanh số, đã đề nghị sản xuất 10.000 cho đến 15.000 xe điện mỗi năm trong dự án này. Còn Mega Ấn Độ sẽ tham gia xây dựng cầu, đường và nhà máy điện. Đề nghị đầu tư này cũng bao gồm kế hoạch của Bid và Mega nhằm để thiết lập các trạm sạc ở Ấn Độ, đồng thời xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển và đào tạo. Mega góp vốn trong khi Bid đưa ra công nghệ và chuyên gia. Trước đây, thì bên đã cho biết là họ có kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, hiện là thị trường xe hơi lớn thứ ba thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin cảm ơn quý vị và xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Saigon TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam chuẩn bị tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm võ khí quốc phòng quốc tế lần thứ hai dự trù sẽ diễn ra cuối năm 2024 ở Hà Nội. Theo nguồn tin trên từ tờ Quân đội Nhân dân, Hà Nội dự trù sẽ có khoảng 250 gian hàng trưng bày của 50 quốc gia trên thế giới mang các loại võ khí đến triển lãm chào hàng. Cuộc triển lãm năm ngoái từ ngày 8 đến 10 tháng 12 năm 2022, lôi kéo được hơn 170 công ty quốc phòng của 31 quốc gia đến triển lãm. Tin tức lúc đó nói rằng Trung Quốc cũng được mời nhưng không muốn tham dự vì biết Việt Nam sẽ không mua. Các nguồn tin quốc tế và các nhà bình luận thời sự nhận định rằng, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế như một cách gián tiếp báo hiệu sẽ đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhiều thập niên qua, Việt Nam hầu như tùy thuộc vào các loại vỏ khí của Nga và một ít từ các nước chư hầu Liên Xô cũ. Mấy năm sau này, có thêm Israel chen vào bán được một ít hỏa tiễn phòng không tầm trung tối tân và hỏa tiễn phòng vệ biển. Hòa Lan và Việt Nam thảo luận nhiều lần về việc đóng hộ tống hạm Sigma tại Việt Nam, nhưng kế hoạch đến nay bị chìm xuồng. Hãng Đề Minh chỉ hợp tác đóng một số tàu cho cảnh sát biển Việt Nam và một số tàu tuần tra nhỏ xuất cảng. Việt Nam có ngân sách mua sắm quốc phòng hàng năm tới 2 tỷ Mỹ Kim, nhưng 3 năm nay không thấy tin tức gì. Một phần Việt Nam luôn luôn giấu kín tất cả các tin tức loại này. Tiếp theo phần tin Việt Nam, Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam điều tra vụ bạo động Tây Nguyên. Ông Mark Napper, đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng chính phủ của Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam để điều tra vụ tấn công tại Đắk Lắk xảy ra vào hồi tháng trước mà chính quyền của Việt Nam cáo buộc là khủng bố và có dính líu tới tổ chức ở Hoa Kỳ tôi xin khẳng định rằng Hoa Kỳ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk cũng như là phản đối bạo lực dưới mọi hình thức Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ của Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau đây là thông điệp được chúng tôi phát đi rất rõ ràng đặc biệt là khi có thông tin về tổ chức đặt trụ sở tại Hoa Kỳ ông Mike Napper đã nói như trên trong một cuộc gặp báo chí tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 7 khi được đề nghị bình luận về sự việc Vụ tấn công được mô tả là do một nhóm người bịt mặt mang theo các loại vũ khí gồm có súng và bom xăng tấn công hai đồn công an xã Iatiu và Iakter, huyện Kuonin, vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, khiến cho 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 viên chức công an cùng với bí thư và chủ tịch xã. Bộ Công an Việt Nam xem đây là một vụ tấn công khủng bố được chỉ đạo và tiếp tay bởi các thế lực thù địch ở ngoại quốc. Ông Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cơ quan An ninh Đội địa Bộ Công an Việt Nam, từng ước mở rằng một trong các nghi can bị bắt là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này để xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Tuy vậy, thì danh tính của nghi can, tên của tổ chức và phương thức dàn dựng thế nào thì lại không được ông Việt nói rõ. Sự không rõ ràng này khiến cho công luận nghi ngờ là động tác tung hỏa mù của Bộ Công an về vụ bạo động. Báo Hồng Kông nói phụ nữ Việt Nam mơ được lấy chồng Singapore. Dịch vụ môi giới hôn nhân cho đàn ông Singapore cưới vợ Việt Nam đang làm ăn phát đạt, đem lại cho các ông mai bà mối 7.500 Mỹ Kim mỗi vụ, trong lúc một số người chỉ trích đây là một dạng buôn người. Theo báo sao China Morning Post của Hồng Kông đưa tin, đối với nhiều người phụ nữ Việt Nam, giấc mơ Singapore của họ là hy vọng về một cuộc sống thoải mái hơn về vật chất và luật pháp của đảo quốc này nghiêm ngặt hơn Việt Nam về tội bạo hành. Báo này ghi nhận trong 31 năm qua, cơ sở môi giới True Love Việt Nam đặt tại Orchard Plaza, một trung tâm mua sắm ở Singapore chuyên mai mối phụ nữ Việt Nam cho những người đàn ông độc thân tại Singapore và các nước lân cận. Cơ sở môi giới nêu trên có 20 người ở Việt Nam chuyên làm nhiệm vụ tuyển chọn phụ nữ theo yêu cầu của khách hàng. Ông Mark Lin, người Đài Loan, chủ cơ sở True Love Việt Nam, thu 1.500 Mỹ Kim tiền cọc từ đàn ông Singapore cho mỗi lần mai mối phụ nữ Việt Nam. Nếu muốn có nhiều lựa chọn hơn, khách hàng phải trả gấp đôi để được thu xếp một chuyến đi một tuần tới Việt Nam để gặp gỡ nhiều phụ nữ hơn và thậm chí cả gia đình của họ. Sau mỗi lần mai mối thành công, ông Linh thu 7.500 mỹ kim bao gồm việc tổ chức đám cưới và bảo đảm giấy phép cư trú dài hạn ở Singapore cho người vợ Việt Nam. Việt Nam cấm dịch vụ mai mối hôn nhân vào đầu những năm 2000 để chống lại nạn buôn bán cô dâu. Tuy nhiên theo sao China Morning Post, việc thực thi lệnh cấm yếu kém khiến những ông mai như Linh ngày càng có nhiều làm ăn phát đạt tại Việt Nam mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ông Linh bác bỏ chỉ trích cho rằng những gì ông ta đang làm là một dạng buôn người. Việt Nam có thể nhập 20 triệu tấn than của Lào mỗi năm. Bộ Công thương Việt Nam và Bộ năng lượng và mỏ của Lào vào tuần qua đã ký biên bản ghi nhớ với nội dung vừa nêu nhân kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Lào tại Hà Nội. Bộ Công Thương của Chính phủ Hà Nội cho rằng đó là một văn kiện quan trọng vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam theo cam kết với quốc tế. Thống kê cho thấy trong năm 2022, Việt Nam nhập 1.8 triệu tấn quặng và khoáng sản từ Lào với tổng kim ngạch hơn 78 triệu Mỹ Kim. Trong 6 tháng đầu năm, nay thì lượng than và khoáng sản của Lào mà Việt Nam nhập về cũng ở mức là 900.000 tấn, kim ngạch gần 32 triệu Mỹ Kim. Phá đường dây cho vay nặng lãi 84 tỷ do người Trung Quốc chủ mưu. Ít nhất 3 nghi can người Trung Quốc đã điều hành đường dây cho vay nặng lãi, ước tính hơn 1 triệu con nợ tại Việt Nam, đồng thời tổ chức rửa tiền và chuyển ra ngoại quốc hàng ngàn tỷ đồng. Báo tuổi trẻ hôm 24 tháng 7 dẫn tin từ công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bắt giam 45 người về nhiều tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Nhóm này cho vay chủ yếu thông qua mạng internet với nhiều nhu liệu từ server của Alibaba, Cloud Singapore như ABC, Tiền Cashgo, Lai Tiền, Vi Đông v.v với lãi suất 2.346% một năm. Trong đó, riêng app Great Vay đã cho trên 1 triệu người Việt vay tiền. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi, có sự cấu kết móc nối chặt chẽ giữa ba người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và 49 người Việt Nam giúp sức. Giới hữu trách ước tính từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm nay, nhóm này đã tổ chức cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, tương đương 844 tỷ Mỹ Kim thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm nghi can này còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng bằng hình thức tiền ảo hoặc các mạng chuyển tiền trái pháp luật thông qua hàng chục công ty ma và sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng. Để thu hồi nợ, nhóm này sử dụng cách đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong công luận. Nửa năm 2023, nền tảng xã hội nước ngoài nộp thuế cho Việt Nam 168 triệu Mỹ Kim. 6 tháng đầu năm nay, các công ty nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ Internet gồm có Google, Facebook nộp thuế cho Việt Nam 168 triệu Mỹ Kim. Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cơ quan thuế vụ nhà nước nói nhiều công ty nước ngoài dù không hiện diện tại Việt Nam đã nộp cho nhà nước một số tiền thuế khoảng 3.944 tỷ đồng, tức là khoảng 168 triệu Mỹ Kim từ các dịch vụ họ thu được trong nửa đầu năm 2023 không thấy nguồn tin này liệt kê riêng hai công ty Facebook và Google của Hoa Kỳ nộp cho bao nhiêu tiền thuế cho khoảng thời gian họ thu được tiền quảng cáo 6 tháng đầu năm nay, chỉ thấy thông tin kể gộp chung với các công ty khác như là Apple, Netflix, TikTok, Microsoft vân vân. Trong khi nói rằng là Facebook và Google, YouTube chiếm hơn 80% tổng số doanh thu ngành quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Một bản tin vào hồi tháng 11 năm 2020 trên nhiều báo tại Việt Nam cho hay là lợi tức quảng cáo mà hai công ty Facebook và Google YouTube thu được tại Việt Nam mỗi năm là khoảng gần 1 tỷ Mỹ kim. Những năm gần đây thì Việt Nam dùng luật lệ và chính sách thuế khóa để ép các mạng xã hội vừa phải đóng thuế lợi tức thu tại Việt Nam, vừa phải kiểm duyệt nội dung bị coi là xấu độc, không có lợi cho chế độ độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Con số những trang cá nhân bị khóa có thời hạn hay là khóa vĩnh viễn trên Facebook, YouTube đã tăng dần theo thời gian từ sức ép của Hà Nội, vi phạm quy tắc cộng đồng hay là các quy định do Facebook đặt ra là những cái cớ thường được viện dẫn để trang cá nhân bị khóa. Một bản tin vào hồi năm 2021 cho hay là các tổ chức do nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập, gồm có hàng ngàn dư luận viên và lực lượng 47 thường xuyên báo cáo cho YouTube, Facebook mà họ gọi là tác chiến mạng chống lại các trang cá nhân phản động và thế lực thù địch. Nhiều cá nhân tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước từng đã cáo buộc các công ty Google, Facebook làm ngược lại nguyên tắc tự do thông tin khi chiều theo đòi hỏi của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội. Để có thể không bị cấm cung cấp dịch vụ mà kiếm tiền thì họ đã đầu hàng như là tổ chức theo dõi nhân quyền HRW đã từng lên án. Người đàn ông đầu trọc mặc áo nhà sư vào quán nhậu đi sinh nhật đệ tử. Ngày 24 tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh công an kiểm tra một quán nhậu ở Sài Gòn. Đáng chú ý trong clip có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu trọc mặc đồ giống nhà sư gây xôn xao. Qua tìm hiểu, người đàn ông trong clip là ông Nguyễn Minh Phúc, nổi lên trên mạng xã hội với các clip mặc đồ giống nhà sư, đầu trọc, ăn thịt tự xưng đại đức Thích Tâm Phúc. Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn. Tại quán nhậu sân vườn trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, giới hữu trách đã đưa hàng chục người nghi sử dụng chất kích thích trái phép về làm việc, trong đó có người đàn ông này. Sau đó một ngày, ông Phúc xuất hiện trên mạng xã hội kể lại vụ việc. Theo lời ông Phúc, ông được một người đệ tử mời đến chơi sinh nhật tại đây. Ban đầu không muốn vào vì thấy đông và không khí không phù hợp. Tuy nhiên do người mời quá nhiệt tình nên không thể từ chối. Sau khi vào quán, ông Phúc được nhiều người nhận ra xin chụp hình chung. Tại đây, người đàn ông chỉ ngồi chơi uống nước lọc. Thời điểm công an ập vào kiểm tra, bên trong quán có hàng trăm thực khách. Giới hữu trách đã đưa những người nghi sử dụng chất kích thích trái phép về trụ sở làm việc. Tiến hành kiểm tra nhanh, ông Phúc âm tính với chất kích thích nên đã ra về ngay sau đó. Cà ri 2000 năm trước được tìm thấy ở miền Nam Việt Nam. Dấu vết của cà ri lâu đời nhất bên ngoài Ấn Độ được tìm thấy ở vùng Đông Nam Á, theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành Science Advances. Các nhà khảo cổ học từ Đại học Australian National University ở nước Úc đã tìm ra những dấu hiệu cho thấy là có giao thương mua bán các loại gia vị từ 2.000 năm trước ở khu di tích Ốc Eo, nay thuộc miền Nam của Việt Nam. Các khoa học gia đếm được 8 loại gia vị khác nhau dùng để làm cà ri còn dính lại trong các dụng cụ nghiền bằng đá mà người của Vương quốc Phù Nam cổ xưa có thể đã sử dụng. Trong số 40 món dụng cụ xay nghiền mà các nhà khảo cổ ở nước Úc phân tích từ ốc eo, có 12 vật thể có thể đã được dùng để xay nghiền các loại gia vị. Quá trình phân tích ấy cho thấy là các hạt ly ti thuộc về 8 món gia vị khác nhau như là nghệ, gừng, củ riêng, hồi, quế, vân vân vốn là thành phần của cà ri và có cả gạo nữa. Bằng cách định tuổi qua kỹ thuật, Do đo độ phát quan của các viên gạch dùng để xây cất quanh khu vực khảo cổ thì các nhà khoa học gia đã ước tính khu di tích ốc eo đã có người ở từ thế kỷ thứ nhất đến thứ 8 sau công nguyên. Như vậy thì khoảng gần 2.000 năm trước đã có giao thương quanh vùng Ốc Eo, nay thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trước khi có khám phá mới này thì các nhà khảo cổ chỉ có chứng cớ về các mối giao thương giữa khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ từ thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên. Di tích Ốc Eo, trung tâm thương mại của Vương quốc Phù Nam, được khai quật lần đầu vào thập niên 1940 bởi khảo cổ gia người Pháp Louis Malaret. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối. Cảm ơn quý vị khán tin giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là những bản tin cuối. Minnesota cho học sinh ăn trưa miễn phí, đem lợi lộc cho cộng đồng. Mỗi ngày các em học sinh ở Minnesota được ăn hai bữa miễn phí theo một đạo luật vừa được ban hành nhằm giúp đỡ cho các em học hành tấn tới và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy các bữa ăn miễn phí trong trường giúp học sinh đạt điểm cao hơn và ít quậy phá hơn. Tổ chức giúp giải quyết nạn đói Hunger Solution Minnesota đứng đằng sau nỗ lực thông qua đạo luật cung cấp các bữa ăn miễn phí tại trường học. Có khoảng 35.000 học sinh trong tiểu bang ăn không đủ no, nhưng lại không hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường. Theo ước tính của tổ chức này, để cung cấp các bữa ăn không tốn tiền cho 820.000 học sinh trên toàn tiểu bang Minnesota sẽ cần ngân khoảng 200 triệu Mỹ Kim mỗi năm, tức khoảng 1% ngân sách giáo dục thường niên. Như thế, một gia đình trung bình sẽ tiết kiệm được 1.800 Mỹ Kim một năm tiền thực phẩm cho trẻ em. Một người đàn ông da đen tù oan gần 50 năm ở Oklahoma được trả tự do. Một người đàn ông da đen bị cầm tù gần 50 năm ở Oklahoma vì một tội danh mà ngay từ đầu ông khẳng định không hề có mặt tại hiện trường, được trả tự do sau khi tránh án ra lệnh mở một phiên tòa mới. Vào năm 1974, thì ông Clint Ray Simmons đã bị kết tội bắn chết bà Carolyn Sue Rogers, một nhân viên tiệm bán rượu ở vùng Edmond phía bắc của thành phố Oklahoma City. Một người phụ nữ đã bị bắn và bị thương trong vụ cướp sau đó đã chọn ông Simmons khi tiến hành nhận diện một loạt người do cảnh sát xếp đặt. Tuy nhiên, thì ông Simmons, cư dân của Louisiana, nhiều lần đã tuyên bố rằng là ông không có mặt ở Oklahoma vào thời điểm xảy ra vụ cướp mà ở tại Louisiana, tiểu bang nhà của ông. Biện lý cuộc Oklahoma County đã yêu cầu tránh án Amy Polubo. Tòa Thượng thẩm Oklahoma County hủy bỏ bản án và ẩn định ngày xét xử mới với lý do là các công tố viên thời điểm đó không giao nộp bằng chứng quan trọng trong vụ án. Bằng chứng này bao gồm báo cáo của cảnh sát cho thấy là một nhân chứng có thể đã xác định được các nghi can khác trong vụ án, chứ không phải là ông Simons trong phiên tòa vào hôm thứ tư tránh án ở Polombo đã hủy bản án giết người và bản án trung thân và tuyên bố rằng ông Simons được tự do vì tiểu bang đã không tiết lộ các báo cáo của sở cảnh sát và đã xét xử không công bằng cho ông Clint Simons khi bị kết án thì ông Simons mới có 22 tuổi bây giờ ông 70 tuổi bây giờ tôi được tự do ông Simons nói với phóng viên khi bước ra khỏi tòa Thật không thể diễn tả được cảm xúc trong lúc này. Tôi đã ngồi tù oan suốt 48 năm. Không có công lý cho tôi. Tôi đã sẵn sàng để bước tiếp và làm nên điều gì đó cho cuộc đời của mình. Một bồi thẩm đoàn ban đầu đã kết án tử hình Simons. Bản án được giảm xuống tù trung thân vào năm 1977 sau phán quyết của tòa tối cao pháp viện liên quan đến hình phạt tử hình. Và sau đây là bản tin cuối. Gấu vồ chết một phụ nữ tại công viên Yellowstone. Giới chức công viên quốc gia ở Montana phải đóng cửa khẩn cấp một đường mòn gần Yellowstone sau khi phát hiện thi thể một phụ nữ thiệt mạng vì bị gấu tấn công hôm cuối tuần. Thi thể người phụ nữ được tìm thấy ở đường mòn Buttermill Trail, cách West Yellowstone khoảng 8 dặm về phía Tây. Trong một tuyên bố, cơ quan quản trị công viên Montana kết luận rằng người phụ nữ bị chết sau một cuộc chạm trán với gấu. Bản tuyên bố cho biết các nhà điều tra xác nhận có dấu vết của gấu xám Bắc Mỹ ở hiện trường và đang tiếp tục điều tra thêm. Sau sự việc này, Ban Quản trị rừng quốc gia Custer Gallatin ban hành lệnh đóng cửa khẩn cấp Buttermill Trail. Ban Quản lý Công viên Montana cho biết gấu xuất hiện trên khắp tiểu bang Montana. Quần thể gấu xám Bắc Mỹ ngày càng mở rộng trong những năm gần đây. Từ đó, giới chức kêu gọi những người thám hiểm ngoài trời nên cảnh giác với gấu, mang theo bình xịt chống gấu, đi theo nhóm, tránh các địa điểm có xác chết và nhận biết dấu hiệu có gấu. Trước đó vào ngày 16 tháng 6, một người đàn ông Arizona được xác định là ông Steven Jackson, 66 tuổi, cũng bị một con gấu tấn công và lôi ra khỏi nhà ở Prescott, Arizona. Con gấu kéo lê ông đi gần 70 mét, sau đó một người hàng xóm nhìn thấy bắn chết con gấu. Trước đó vài ngày, một người chăn cừu 35 tuổi đang cắm trại ở Weminuche Wilderness, gần hồi chứa Lemon Reservoir của Colorado, cũng bị thương nặng vì gấu tấn công. Giới chức lần theo dấu vết và giết chết con gấu vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của sài gòn tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả